Chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay tôi đóng cái này ra này, tôi bữa đến giờ không sao đóng được cái cánh quạt này ra các bạn nhé. Mặc dù tháo vít nhá, tháo vít và ấy cái này không sao đóng được này, đóng cho nó méo đây, nó cày này. Chúng tôi hôm nay chúng ta dùng một cái mùi khoan nhá, dùng cái loại máy khoan này nhá. Đây máy khoan này này, máy khoan này chúng tôi dùng cái này nhá, tôi khoan thẳng vào dính giữa cái lỗ này nhá. Đấy để khoan nó cun đấy các bạn này, nó đẩy cái này lên nhé, nó đẩy xong chúng ta dùng cái loại, các bạn dùng cái loại máy khoan khoan đục này này, khoan đục này này, các bạn mài cái đây các bạn mài cái mùi khoan này nhỏ xuống này, đấy chúng ta đâm thẳng vào chỗ này nhé, chúng ta dùng thổ nhá, thổ nó ra nhá, thổ nó khi nó mới bung ra được nhá. Thử cái này thì hai ba bữa rồi chúng tôi làm không sao ra được nhá, đấy cho nên chúng tôi phải dùng mùi khoan và đẩy chúng ta khoan thùng từ bên này sang bên kia các bạn thấy chưa, mới ra được nhá, không làm sao mà ra được bởi vì nó ở trong này trục đã lâu, mặc dù tôi đã đổ cái trao đổi dầu RP7 á vào giờ này nhưng vẫn không ra được. Hôm nay chúng tôi phải dùng đấy nha. Rồi bây giờ chúng ta phải tiến hành vặn cái này ra nhá. Hôm trước thì tôi không sao vặn cái này ra, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vặn cái này ra nhé, để chúng ta đẩy cái ấy đang thượng nhé. Rồi chúng ta đẩy hết, vặn hết cái vít này, rồi chúng ta sẽ vặn tiếp theo thao nhé. Chúng ta vặn cái này ra nhé, ta vặn ra hết nhé. Đây nhá, chúng ta tiến hành tháo nhé. Chúng ta vặn ra các bạn nhé, để xem đây cụ thể như thế nào nhé. Đây viên bi đặt trước này, xem thử nó có hiện tượng gì này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vặn nhé. Đây nha, chúng ta tháo ra nhé. Rồi chúng ta xem được cụ thể như thế nào nhé. Rồi nhé, chào quý vị các bạn nhé. Cái này là do bị mút, có cái này nhé, mà dây bị oxy hóa nhé, gọi là dây bị chạm nhé, cho nên nó không chạy được nhé. Đấy, các bạn xem như vậy đấy, và như vậy là mút đây, gọi là mút cái xung quanh bờ hết này, và do nó chập điện cho nên máy không chạy được nhé. Đây này, cái này dù là bị nóng quá, cho trong thời gian lâu quá cho nên máy bị chạy và cuộn dây bị hầu như héo hết nhá. Như vậy thì nó đã bị chạm chập nhá. Thôi đến đây cảm ơn quý vị các bạn đã xem nhé, nút like subscribe nhé. Xin chào mọi người, bởi vì cái này thì hôm sau tôi sẽ làm chủ nhà và quấn thử xem thử có quấn không, hoặc là làm lại hoặc bán cái gì đó thì ok. Chào mọi người, chào.